Liệu chai chí gì? Nhốt rắn. Trong núi ở huyện Tứ Thủy, tỉnh Sơn Đông, vốn có một ngôi chùa, bốn bề không có thôn xóm, ít người lui tới, chỉ có đạo sĩ trú ngụ. Có người nói rằng trong núi có nhiều rắn lớn nên những kẻ du ngoạn càng lánh xa. Có một thiếu niên vào núi bắt chim ưng, vào sâu quá không có chỗ nào ngủ đêm. Nhìn thấy phía xa có chùa chiền, bèn rảo bước tới gõ cửa. Đạo sĩ hoảng sợ nói: "Sao cư sĩ lại tới đây? May mà không gặp phải đám trẻ." Rồi vội bảo ngồi dọn cháo cho ăn. Thiếu niên ăn chưa xong thì có một con rắn lớn bò vào, to hơn 10 ôm, ngóc đầu lên nhìn khách, mắt long lên giận dữ. Khách cả sợ, đạo sĩ đánh vào đầu con rắn quát: "Ra ngoài!" Con rắn mới chịu mọt đầu bò vào gian phòng phía đông, ngoằn nghèo mãi một lúc mới lọt hẳn vào trong, nằm quanh tròn chật cả phòng. Khách cả sợ run lẩy bẩy. Đạo sĩ nói: "Trước nay ta vẫn nuôi nó nên nếu có ta thì không sao, chỉ sợ có ai một mình gặp nó mà thôi." Khách vừa ngồi yên lại có một con rắn khác bò vào, hơi nhỏ hơn con trước, to độ 5-6 ôm. Thấy khách thì dừng lại, trợn mắt thẻ lưỡi giống như con trước. Đạo sĩ lại quát: "Nó cũng bò vào phòng." Trong phòng không còn chỗ nằm, nó vắt nửa thân trên khoanh vào xà nhà, đất trên vách tường cứ rơi đồm đột. Khách càng sợ hãi, cả đêm không dám ngủ, sáng ra dậy sớm xin về. Đạo sĩ đưa ra cổng chùa thì thấy trên tường dưới thềm lúc nhúc những rắn to bằng cái vò cái chậu, thấy người lạ đều toan cắn. Khách sợ cứ nép vào sát người đạo sĩ mà đi. Đạo sĩ đưa khách tới cửa núi mới trở về. Quê ta có mấy người làm khách ở Trung Châu, tỉnh Phúc Kiến, tới ngủ nhờ trong một ngôi chùa nhốt rắn. Sư trong chùa làm cơm tối mời, có món canh thịt rất ngon, nhưng cứ tròn tròn từng khúc như cổ gà. Khách lấy làm lạ, hỏi sư giết bao nhiêu gà mà lắm cổ thế. Sư mới đáp: "Đây là rắn chặt ra đấy." Khách phát hoảng, có người ra ngoài nôn mửa. Đến lúc nằm ngủ, chợt thấy trên bụng có vật gì mềm mềm động đậy, sờ thử thì là rắn. Sợ hãi vùng dậy mới la ầm lên. Sư tỉnh dậy nói: "Đó là chuyện thường, có gì lạ đâu." Nhân đánh lửa soi lên vách cho xem thì rắn lớn rắn nhỏ đầy trên tường, trên giường dưới sàn cũng toàn là rắn. Hôm sau sư dẫn khách vào điện Phật. Dưới tòa Phật có cái giếng lớn, trong có con rắn to như cái chùm lớn, ngẩng đầu lên miệng giếng nhưng không bò lên. Soi đuốc xuống nhìn thì bên dưới lúc nhúc rắn con rắn cháu, tính ra có tới hàng trăm vạn con, cả một bầy bên dưới. Sư mới nói: "Trước đây rắn lên khỏi giếng gây hại dữ lắm, từ khi xây tòa Phật bên trên để trấn yểm thì mới yên ổn."